Xin chào quý vị và các bạn. Đã mất khoảng 2 tuần chưa lên sóng với kênh Công Cụ TV rồi, rất nhớ quý vị. Và trong cái thời gian đó thì Hatigood cũng như là WeHa là được sự tài trợ. WeHa có một chương trình rất đặc biệt. Thì hôm nay tôi đi công tác về, tôi có hỏi sale là đã gửi hết cho các cái fan hoặc là khách hàng của Công Cụ TV chưa, thì sale bảo có rồi. Tuy nhiên là hôm nay tôi mới làm video gửi tới quý vị. Nếu mà ở video này, cái chương trình này mà tất cả quý vị nào mà chưa nhận được thông tin từ sale, hãy nhắn tin lại ngay cho kênh. Vì sao quý vị chưa có cơ hội mua thì tôi sẽ xử lý ngay sale của tôi ngay lập tức, vì sale đã nói rằng là đã gửi hết rồi. Cái chương trình này là một chương trình rất đặc biệt mà WeHa muốn mang đến cho quý vị sự trải nghiệm những cái kiểm đức rất tốt, chỉ bằng cách rất đơn giản là quý vị có thể chụp ảnh những cái hình ảnh cũ, một chiếc kìm cũ thuộc top G7, các cái sản phẩm mà quý vị đang sử dụng, ví dụ từ Top Novit này, đặc biệt là kìm là chính, là những cái kìm cắt, nói chung là những cái kìm nào mà quý vị Nhật, Đức, Pháp và Thụy Sĩ ví dụ như vậy mà nó hỏng rồi mà quý vị đang vẫn lưu giữ trong kho nó và không còn sử dụng nữa, thì hãy gửi ngay đến cho sale đang số chạy trên kênh kia và quý vị sẽ nhận được sự trải nghiệm những cái kìm WeHa này mới với cái giá rất ok. Thì đây là một cái ý tưởng rất khá của WeHa để mang đến cho quý vị sự trải nghiệm cũng như là cái giá thành cũng như đặc biệt là chất lượng sản phẩm. Ví dụ như quý vị đang dùng một cái kìm Nhật rồi, nó cũ rồi, hãy đổi ngay cho mình một những cái kìm WeHa này để sử dụng nó. Thì quý vị sẽ thấy rằng một cái điều khác biệt hoàn toàn quý vị ạ. Chỉ cần chụp ảnh lại ảnh cũ các cái sản phẩm quý vị đang dùng, gửi lại cho sale đang chạy trên kênh là quý vị có được trải nghiệm tất cả những cái kìm WeHa này với cái giá tốt nhất. Thì đây tôi còn đã thông qua rồi và trên website Hatigood hoặc Venma quý vị cũng có thể nhìn thấy. Ví dụ như đây, quý vị đang dùng một cái kìm cũ chẳng hạn, là trên góc màn hình đó quý vị nhìn thấy là quý vị chụp lại cho sale, quý vị sẽ được sở hữu những chiếc kìm này với cái giá rất ok. Đầu tiên đó chính là một chiếc kìm bi cắt. Đây. Nếu quý vị đang sử dụng kìm cắt rồi hoặc đang có kìm đa năng chẳng hạn, hoặc là đang có kìm mỏ nhọn cũ, quý vị muốn sử dụng một chiếc kìm cắt ngon, hãy chụp ảnh lại. Đây. Hãy nhận được một chiếc kìm này là cách điện 1000V 38191. Và tất nhiên rằng được giảm giá đến 200.000, chỉ còn 550.000 đồng. Nếu quý vị tham gia OA nữa của Zalo nữa và hãy liên hệ với sale hoặc trước đó đã tham gia rồi còn được miễn phí vận chuyển luôn. Chính sách của WeHa lần này rất tốt cho quý vị để quý vị có thể trải nghiệm được. 38191 chỉ còn 550.000 đồng. Với điều kiện là quý vị phải chụp các sản phẩm cũ của quý vị. Trung Quốc không được nha quý vị, Trung Quốc và Đài Loan không được. Mà chỉ có những cái sản phẩm nào thuộc top G7. Chụp ảnh cũ lại, muốn đổi cái mới. Một phiên bản bi cắt nữa là siêu cắt trợ lực, đây là cán thường là 38190. Với cái phiên bản này cũng được giảm giá còn 450.000 đồng, quý vị thấy thế nào? Cực kỳ là giá tốt và được trải nghiệm, bảo hành 30.000 lần cắt. Và tất nhiên quý vị cắt đinh, cắt thép trong gia đình thì 5 năm sau hãng đổi lại mới. Còn những thép quá cứng ví dụ như là vượt ngưỡng 52 HRC là cái độ dây piano đó thì quý vị phải cắt, phải tít trong này, này và phải ngắt nghe. Còn những cái thép nào ví dụ như đinh, dây các thứ của quý vị là không thành vấn đề. 450.000 đồng là sẽ được giảm giá 200.000 đồng một chiếc rồi. Và quý vị chỉ cần chụp lại những cái sản phẩm cũ của quý vị mà thôi. Lấy ảnh cũ, bỏ sản phẩm cũ đi và trải nghiệm WeHa sản phẩm mới. Một cái kìm tiếp theo nữa đó chính là một cái kìm cắt. Đây chính là cái kìm cắt 180 43340. Với cái phiên bản này thì quý vị sẽ được giảm 150.000 đồng, có nghĩa là 490.000 đồng và giờ chỉ còn 340.000. Đây là phiên bản cán cách điện 1000V. Mẫu thứ hai là kìm cắt X cắt. Đây cũng là một phiên bản mà quý vị có thể lên website của nước ngoài, nó 1.3 triệu đến 1.250.000 đồng đấy. Và chúng tôi đã nhập với số lượng lớn và WeHa đang hỗ trợ một cách rất tốt. Nếu quý vị có kìm cũ rồi đổi lại, sử dụng một cái kìm X cắt này cũng được, là còn 550.000 đồng và giảm hẳn 100.000 luôn. Và còn 400.000 đồng một chiếc kìm này. Cắt bảo hành 30.000 lần cắt và tất nhiên cán cách điện 1000V. Một sản phẩm nữa đó chính là một cái kìm đa năng dài 200mm. Đây là phiên bản cán thường 26710. Với phiên bản này nếu quý vị có những cái sản phẩm nào ảnh cũ rồi gửi lại thì chúng tôi WeHa sẽ hỗ trợ giá là 340.000 đồng. Trời ơi,
Đó. Đây là phiên bản này là 440.000 đồng và giảm thêm để quý vị có thể là không còn cơ hội gì, không có lý do gì quý vị không đổi bỏ cái kìm cũ đi cả. Ví dụ như đã hỏng lưỡi rồi này, hoặc là nó hoen quá hoen gì rồi này, muốn đổi sang kìm Huy Hà thì đây là những cái cơ hội không thể chối từ. Một cái kìm nữa là kìm ép cốt cho anh em thợ điện. Hôm trước có khách hỏi là em không nhìn thấy cái đầu cốt đâu, thì quý vị có thể nhìn thấy rằng ấy, đây này, nó là từ 0.25 đến 16. Cái phiên bản này là ép cốt kim. Và tất nhiên là Kinepec không có. Một số cái hãng mà làm cái kìm kiểu này ấy, nó chỉ đến 10 thôi, còn thằng này nó làm đến 16. Và 550.000 đồng. Và sẽ giảm hôm nay sẽ còn là 450.000 đồng khi quý vị có một chiếc ảnh kìm cũ của quý vị. Một cái tiếp theo nữa đó chính là một cái kìm mỏ nhọn dài 200 mm, đây 26727. Với cái phiên bản này thì quý vị có một cái kìm ảnh kìm cũ nào của quý vị sản phẩm tun cũ ấy là sẽ được đổi lại là giảm ngay còn 390.000 đồng. Trời ơi, một cái kìm Đức 390.000 là quý vị không thể là không không bỏ qua nó được cả, hãy sử dụng ngay. Một cái kìm tiếp theo đó chính là một cái kìm chết. Đây là phiên bản này là có trong của Guiha vì chúng tôi đã về với số lượng nhiều, cũng được Guiha tài trợ cái phiên bản này luôn để hỗ trợ cho quý vị. Nếu quý vị có một chiếc kìm chết cũ hoặc kìm cắt cũ đổi sang cái kìm kẹp chết Made in Germany này cũng được 800.000, và hiện tại nếu cái chương trình này là còn 650.000 đồng sở hữu ngay một chiếc kìm chết Made in Germany. Cái này hồi là trước trên kênh có hỏi là Aurora và Guiha thì nó có giống nhau không, thì được biết rằng đấy là Guiha cũng không sản xuất kìm này, Aurora cũng không sản xuất kìm này, và đặt cùng một nhà máy ở bên Đức là tất cả là giống nhau, không có gì khác nhau cả. Nếu quý vị trải nghiệm Aurora rồi hoặc kìm trải nghiệm Guiha rồi thì muốn mua Aurora nữa thì ra Minh Khang đó, bên đó cũng bán cái kìm này là ok nhất. Và tất nhiên rằng với cái phiên bản này rất ok, chỉ còn 650.000 đồng. Một mẫu tiếp theo nữa đó chính là một cái kìm đa năng dài 200, dài 200 đây. Đó. Đây là 26711, đây là phiên bản cán cách điện 1000V. Cán cách điện 1000V và chiều dài 200 mm, vẫn bảo hành 30.000 lần cắt, khả năng cắt dây piano là 1.8. Và ở cái chương trình này thì còn 570.000 là giảm ngay còn 420.000 đồng một phiên bản cán cách điện 1000V. Đã còn chiều dài 200 quý vị. Đó, quý vị có thể mua cả bộ được khi quý vị có một bộ hoặc là bất cứ một cái ảnh nào cũ quý vị có thể mua được bộ để trải nghiệm. Guiha lần này chơi lớn cho quý vị trải nghiệm. Một cái nữa đó chính là một cái kìm mỏ nhọn 160 mm. Với cái phiên bản này thì là cũng cán cách điện nhưng chiều dài nó ngắn hơn 340.000, và giờ còn còn bao nhiêu ạ? À, 26719, xin lỗi, đây là phiên bản này là 26719, là cán thường quý vị ạ, 340.000 đồng, và cái giờ còn 240.000 đồng một kìm mỏ nhọn này, quá là kinh khủng luôn. Quý hàng này thực sự là ok. Một tiếp theo nữa đó chính là một cái kìm 433 4339 là 43339, là phiên bản cán thường và dài 180. Phiên bản này là giá 440.000 đồng, và lần này với chương trình đổi cũ lấy kìm mới thì cái này chỉ còn có giá là 300.000 đồng. Một cái kìm bảo hành 30.000 lần cắt, quý vị dùng trong 5 năm sau chưa hỏng. Một cái kìm mỏ nhọn đây, đến nó đây là 26720, là phiên bản chiều dài 2 160 và cán cách điện 1000V. 370.000 còn 270.000 đồng. Quý vị có thể xem một loạt ở link ở phía dưới phần mô tả của kênh thì sẽ rõ nhất hơn. Còn đây là tôi chỉ ra cho quý vị luôn. Quý vị có thể nhìn thấy. Một mẫu nữa đó chính là một kìm tuốt dây. Cái này là 26874. Với cái phiên bản này thì nó tuốt dây là từ 0.25 đến 10 mm. Và cái chương trình này thì chỉ còn 400.000 đồng, có nghĩa là giảm thêm 100.000 đồng nữa quý vị ạ. 400.000 đồng một chiếc kìm tuốt dây và cán cách điện 1000V của Huy Hà thì hoàn toàn quý vị có thể sử dụng được. Một cái mẫu tiếp theo nữa mà trong cái website chưa có, đây chính là một cái kìm cắt cáp.
Đây là cái kìm cắt cáp mà cán cách điện 1000V mà cắt được đến phi 18 dây cáp ấy. Đó đến phi 18 và có khả năng tuốt dây. Chiều dài là 200 mm và cán cách điện 1000V là 34744. Với cái mẫu này là 640.000 và lần này cũng được giảm 150.000 đồng là còn 490.000 đồng. Đúng chưa? 640.000. À 640.000 là giảm 150.000 còn 490.000 đồng quý vị nha. Đấy là toàn bộ những cái chương trình mà tôi đang muốn gửi đến và rất xin lỗi quý vị là vừa rồi tôi bận tôi chưa gửi đến cho quý vị. Nếu quý vị nào mà chưa nhận được cái thông tin này thì đây video này cho quý vị đã trải nghiệm rồi. Đây là chương trình khá lớn của Huy Ha mà muốn phủ sóng toàn thị trường Việt Nam các cái kìm này để quý vị có thể trải nghiệm được, sử dụng được và có cơ hội nó với cái giá rất là tốt rồi. Hãy đặt cho mình một cái. Lưu ý rằng phải có ảnh cũ kìm của những cái thương hiệu G7 không được Trung Quốc. Tại vì sao? Vì những cái kìm này tôi lại phải gửi lại cho Huy Ha để xác nhận lại này, sau khi tổng kết cái chương trình này phải gửi lại cho Huy Ha để Huy Ha hỗ trợ ngược lại giá với chúng tôi thì chúng tôi mới có giá tốt cho quý vị được. Rất cảm ơn quý vị. Nếu quý vị nào đánh giá được những cái kìm Huy Ha này tốt thì hãy bình luận trên kênh. Nếu chưa nhận được thông tin có nghĩa rằng ấy là sale chưa gửi hết, hãy gửi cho tôi để tôi tốt hơn cho tôi sẽ đánh giá lại sale và làm sao mà lại chưa gửi cho quý vị được. Nhưng thực tế mà nói thì khách hàng cũng rất là nhiều, thì rất mong quý vị nếu mà nhận được sau như này rất thông cảm, nhưng mà chương trình là vẫn còn đây. Còn ngoài ra nữa thì còn ba cái mẫu này mới về là một cái bút thử điện, một cái bộ lục giác và một cái kìm tuốt dây của Huy Ha mới về. Nếu quý vị là quan tâm thì hãy liên hệ với các số sale chạy trên kênh sẽ hỗ trợ quý vị một cách tốt nhất. Không còn cái gì để nói nữa rồi và không còn một lý do gì quý vị không muốn trải nghiệm Huy Hà nữa rồi. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có được những sản phẩm và trải nghiệm tốt nhất. Hãy tìm cho mình những cái chiếc kìm cũ trong kho, chụp lại, gửi cho sale để lấy được những chiếc kìm Huy Hà mới nhất. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào video sau.